chuyển trồng vào. Có trồng ngoài cũng là chuyển trồng vào. Bộ dài đẹp nhỉ. Khả năng nó cũng có tỏ rồi, mái đâu thấy đâu nhỉ. Đôi này đôi lúc đầu tiên nó đá trộm phát đấy. Thì đây nên đứng thùng nó này. Con kia này ngoại thùng rồi. Đây phải ra đây luôn này. Ra con kia đầu tiên. Đây ra được đây. Ta thấy con đằng hoa dê vẫn đẹp hơn. Nhưng con này mình chưa nhìn rõ.